Phía dưới mấy câu nói rất hay Tình chấp chúng sinh của thời mạt Pháp sâu nặng Tên là gì? Tên là mê Đổi một chữ mê chấp sâu nặng Sẽ dễ hiểu hơn Cách nói này rất khách thị rất ham súc Tình là mê Mê tình Lý trí đây là Tương đối Thật sự tình chấp quá nặng Tình chấp quá nặng Đồng nghĩa mê quá sâu Quý vị thấy người ta dùng chữ quá hay Dùng gian tự rất đẹp Có nghĩa gì? tin chấp quá sâu mê rất nặng mê quá sâu có nghĩa như thế bởi vậy đối với tối cực viên đồn đây là pháp thứ nhất trong phật Phạm. Hoa pháp hoa nghiêm pháp hoa Lăng nghiêm bát nhà Không thể bằng được nó Tròn đầy Đúng là gì? Đúng là đúng ngộ, đúng chứng Hãy xem pháp môn này Đúng xà, đúng ngộ, đúng tu, đúng chứng Không có trước sau ta có thể thành tựu ngay trong đời này, thành tựu vô thượng bồ đề, nhất thừa liễu nghĩa, bộ kinh này là kinh điển thành phật, nhất thừa là thành phật, không những liễu nghĩa, liễu nghĩa trục rào. Diệu pháp cứu cánh phương tiện Tại sao? Nó rất dễ Những ông bà mù chữ Chưa từng nghe Phật Pháp Ta bảo họ niệm Phật Niệm được Niệm rất chân thật Tại sao Họ thành tựu lớn lao như thế Thanh tựa một cách nhanh chóng như thiệt Họ đầy đủ sáu chữ thợ thà nghe lời siêng năng Niệm lâu ngày chày tháng, Họ thật sự biết trước giờ chết Giảng sinh Họ đi làm Phật Phần tử tri thức mười hai mươi năm mới tin không bằng họ thua xa họ năm ba năm là họ có thể làm phật ngay việc giáng sinh của chúng ta vẫn còn là câu hỏi lớn ngày giáng sinh chưa thể cầm chắc làm sao so với họ được những ông lão bà lão này đối xử với mọi người quý vị cứ tự xem khiêm tốn cung kính nhường nhịn phần tử tri thức chúng ta liệu tín phục họ không coi thường họ cho họ không có học thức không có trình độ Nói họ mê tín Người mê tín đã thành Phật Không mê tín vẫn đang luân hồi lục đạo Bởi thì không thể tin lại còn nghi bán Nghi là hoài nghi Bán là phê bình lung tung Phê bình họ mê tín Phê bình họ ngu si Chỉ biết niệm Phật Không hiểu gì về kinh giáo Thật sự biết niệm Phật Kinh giáo hiểu hay không Đâu quan hệ gì Giảng sinh đến thế giới cực là họ sẽ hiểu Chúng ta đây tự cho hiểu hết Nhưng không chịu niệm Phật Đây là thật sự không hiểu Những vấn đề này Những chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không hiểu nếu không hiểu thì đời này rất thiệt thòi bản thân chúng ta không khai ngộ khi tu hành không được tá muội nghĩa là tâm không thanh tịnh nguyên nhân gì chúng ta không thể biết được vẫn là phật bồ tát từ bi